ngày 28 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hai người tử vong trong phòng trọ. Chiều tối cùng ngày, người dân sống ở khu vực đường số 11, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ngửi thấy mùi hôi thối từ một phòng trọ. Họ kiểm tra thì thấy căn phòng khóa trái cửa nên gọi điện báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng sau đó phá cửa vào bên trong thì phát hiện có hai người tử vong trên gác của phòng trọ. Bước đầu xác định người nữ tên N, 32 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang và người nam tên Q, 32 tuổi, ngụ quận 6. Họ là vợ chồng mới chuyển đến khu trọ sinh sống.